Xin được chào mừng hai đội chơi đã đến với vòng thi đầu tiên với tên gọi là thử tài âm nhạc. Chúng ta có tất cả là 6 giai điệu được lần lượt vang lên. Nghe xong giai điệu đó sẽ nhận được câu hỏi đến từ Quốc Bảo. Và sau khi có hiệu lệnh là hết thì hai đội mới nhấn chuông để giành quyền trả lời nha. Và bây giờ trước khi đến với giai điệu đầu tiên, Quốc Bảo tặng quà cho hai đội thoải mái, coi như là tự tin, có hành trang để xuất phát chặng đầu tiên của chúng ta. Mỗi đội xin tặng 30 điểm. Yeah. Xin mời hai đội chuẩn bị đến với giai điệu đầu tiên. Câu hỏi rất thú vị. Hạt nắng xuất hiện ở đâu trong đoạn nhạc vừa rồi? Hết. Không ai bấm vậy? Không ai bấm vậy? Còn bấm. Hạt nắng xuất hiện ở đâu? Trong dòng thơ thứ ba. Dòng thơ thứ ba. Thôi, không sao hết. Mình trừ điểm rút kinh nghiệm. Ở trên vai em đến trường. Đó mới là đáp án. Trừ của đứa con 5 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ hai nha. Không sao. Đúng rồi, đây là một ca khúc rất là quen thuộc với cấp 1, cấp 2. Đó chính là ca khúc Hành Khúc Đội Thiếu Niên Tiền Phong, một sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã. Và câu hỏi ở đây đó chính là nhạc cụ nào đã được nhắc đến trong đoạn nhạc vừa rồi? Hết. Con cái trống đúng không? Đó. Rồi bấm chuông rồi, vậy là chúng ta sẽ có câu trả lời. Cái trống đúng không? Cái trống. Quan trọng là phải xuất hiện trong cái đoạn nhạc và cái lời ca khúc vừa rồi. Có nghe được cái từ nào từ trống không? Không nghe luôn. Không nghe nhưng mà đã suy đoán thôi. Suy đoán, mình logic đúng không? Thường là đội thiếu niên tiền phong hay là nghi thức đội này kia sẽ có trống. Trống con, trống cái các kiểu đúng không? Và để coi coi đáp án của chúng ta có chính xác hay không. Cái trống. Xin mời đoạn nhạc. Đó chính là nhạc cụ là chiếc kèn. Một xin được chúc mừng đội khách đang bằng điểm của đội nhà. Hello mấy chú nha. Hello tụi con, mình bằng điểm. Đội nhạc thứ 3, xin mời. Tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đỏ. Tung bay tà áo tung bay, áng mây trăng đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, liếm liếm những chiều hoàng hôn. Trong cái đoạn nhạc vừa rồi đã có bao nhiêu màu sắc xuất hiện? Hết. Ủa hình như đồ chơi của mình không có hợp ý nhau lắm, một người bấm một người hoang mang là sao ta? Bao nhiêu màu sắc? Câu tiếp theo là gì ta? Ai mà biết. Nãy có nghe màu vàng không? Chắc là có. Đừng cứ vậy nè. Ba màu. Ba màu là màu nào, kể ra? Ủa kể không? Phải kể. Tại vì chúng ta phải nghe, phải nhớ chứ. Mây màu áo xanh xanh. Điểm rồi. Đó, nó xanh xanh nó vô. Đỏ, tím với xanh. Phải nghe lại thì mới biết có bao nhiêu màu sắc tất cả. Xin mời âm nhạc. Đỏ. Tím biếc. Trời. Chúc mừng cộng 10 điểm. Rồi, chúng ta đến với giai điệu tiếp theo nào. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Hát tiếp, đoạn còn thiếu trong bài hát hết. Con. Con rồi, 2, 3, vô. Đầy
đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiếng tới, quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng tròn ngoan. Chúc mừng hai tròn ngoan đã nhận được 10 điểm. Có gì đâu mà bây giờ là 35 thôi. Và bây giờ đoạn nhạc tiếp theo nè, nghe thật kỹ nè. Trường làm tôi cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm. Lên trường tôi con tê bé xinh xinh, nên qua đám cây xanh nhẹ lướt. Để đến trường bé phải đi qua đâu hết. Khắc mình lại bấm chuông rất nhanh, nhưng liệu có câu trả lời hay không? Đi qua con đê đúng không? Qua con đê là đáp án cuối cùng. Con đê. Và đó là đáp án xém chính xác thôi, chưa chính xác. Ủa chứ con gì? Thiếu con thiếu đê nữa. Bé xinh xinh. Và tụi con có trả lời câu này không? Không luôn hả? Ủa? Con không nhớ kỹ đúng không? Thôi thì để biết cô bé đi qua đâu để đến trường, chúng ta hãy nghe lại đoạn nhạc. Trường làm tôi cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang. Phải len qua đám cây xanh nữa, đi qua con đê rồi phải len len lỏi qua đám cây xanh nữa. Đê gì mà ngộ ha. Không sao hết, chúng ta còn đoạn nhạc cuối cùng của vòng thứ nhất, cơ hội gỡ điểm cho cả hai đội. Xin mời. Câu hỏi đó chính là tên mẹ cô bé là gì? Kiếm cái sổ hộ khẩu nhà của nó ra đây. Cái đó là hỏi vui thôi. Cái này hỏi chính xác nè. Trời ơi. Những hành động mà người mẹ trong đoạn nhạc làm là gì? Hết. Dạ thưa chú, là uống nước, cho uống nước với lại cho ăn cơm. Ăn, cho uống nước chứ cho ăn cơm. Đó, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống là ăn và uống. Còn đội bên đây, nếu mà chúng ta có cơ hội trả lời, chúng ta sẽ đưa ra đáp án nào ạ? Tất nhiên là không có câu trả lời rồi bạn. Tất nhiên là không có câu trả lời. Thôi thì đội còn lại cũng không có câu trả lời, chúng ta hãy cùng nghe lại đoạn nhạc. Đó, câu đầu tiên thôi đã có rồi. Đáp án của chúng ta đầy đủ đó chính là mẹ nắm cơm nè, rồi mẹ nấu nước nè, rồi bàn tay mẹ làm quạt cho con ngủ nè, và mẹ ủ ấm con bằng cái ôm nữa. Và hơi tiếc chưa đầy đủ, trừ đi của tụi con 5 điểm. Chú ơi, để con muốn xanh bằng tỷ số mà chú. À, con muốn vậy cho nó đẹp đúng không? Dạ. Ờ, mà tụi con ơi, giống như số điểm ban đầu mà chú đã tặng. Giống như nãy giờ chưa chơi vậy ha. Đúng rồi, giờ chơi lại từ đầu. Vòng tiếp theo chuẩn bị nè, khởi động của tay của chân đó, khởi động làm nóng cơ thể lên để đến với trò chơi vận động trong vòng thi ai nhanh hơn.